em đứt hả, em còn không may huống gì cái đầu anh. À, em cảm thấy là hạnh phúc quá trời. Tại vì vợ mình hả. Muốn mình làm tự nhiên. Em thấy chưa, em thấy người vợ mà keo kiệt á. Mình là rất keo kiệt. Mình chưa bao giờ mời ai đi ăn. Chị Harley là người keo kiệt. Đúng. Chồng này có tên gọi là Bên và Chống. Chúng ta sẽ có các chủ đề và hai đội sẽ bốc thăm ngẫu nhiên xem đội nào bên và đội nào chống. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề đầu tiên, xin mời. Vợ càng keo kiệt, chồng càng hạnh phúc. Ai bên ai chống? Sai. Sai. Mắc gì mà vợ càng keo kiệt chồng càng hạnh phúc? Đúng là rồi. Sai. Gia đình sẽ rạn nứt. Keo kiệt cái gì cũng không dám mua, truyền hình cũng mua, máy giặt cũng phải bắt giặt bằng tay. Đi chợ cũng lâu về. Đi chợ cũng lâu về hơn ta, bị lừa đi keo kiệt á. Mua thịt không dám mua, mua rau muống ăn không à. Mua rau muống ăn không à. Lúc đó gia đình sẽ rạn nứt và không còn nữa, và chúng ta sẽ dẫn tay ra tòa đi ly dị. Trời ơi. Nói giùm con em luôn rồi đó. Nói một hơi. Trơn luôn. Sai nha mọi người. À sai, đúng. Qua đây chơi. Bên đó sai, bên đó sai. Em khẳng định vợ càng keo kiệt thì chồng càng hạnh phúc. Bởi vì người ta nói là đàn ông không thể nào giữ tiền được. Đúng. Đàn ông giữ tiền là hư. Bởi vì đàn ông á sống rất là bản năng. Thích cái gì là mua cái đó. Đúng như đúng vậy rồi. Không có biết kiểm soát tiền bạc. Với lại đàn ông có tiền hư là sao? Là sẽ bắt đầu có sanh tật. Quỷ đen. Sẽ sanh tật, sẽ gái gú, sẽ bồ bịch. Lúc đó làm cho gia đình rạn nứt, tan vỡ, không còn hạnh phúc nữa. Sai. Quá sai, sai. Vợ mà tiết kiệm thì gia đình hạnh phúc. Còn vợ mà keo kiệt là chắc chắn không hạnh phúc. Chết có mang theo tiền được không? Chết có mang theo tiền được không? Mà nghĩ sao không cho chồng ăn, không mua cái gì sắm sửa cho con được hết. Gia đình lúc đó tan nát. Không, nếu như mà chết thì không mang theo tiền được. Nhưng mà nếu mình sống mà mình không có tiền thì mình cũng chết. Đó. Sao mày cứu em vậy? Sao mày cứu em vậy? Tôi nói đơn giản thôi. Bây giờ ví dụ như cái nghề nghiệp của người chồng là gì? Cần một cái vụ bộ đồ vest thì vợ nói thôi không được đâu, mắc lắm. Rồi mua bộ đồ tào lao cho bận rồi ra ngoài đường. Mặc áo ba lỗ. Quê đúng rồi. Không phải đi họp bận đồ ba lỗ sao được em. Áo ba lỗ rẻ 30.000 đồ vest mấy triệu đó. Đúng rồi, thở quý vị à. Tôi muốn nghe chị Ri nói về hoàn cảnh gia đình chị. Thật ra thì ai cũng biết rồi, trong showbiz ai cũng nói là Harry là một người rất là keo kiệt, đúng không? Có lý do. Tôi keo kiệt để làm gì? Tại vì chồng tôi không biết kiểm soát tiền, không biết tính tiền. Anh Thành mà đi du lịch ra ảnh phung phí lắm chị ơi. Phung phí lắm, mà vậy nè, anh cho anh ấy nha, cho mượn tiền á cũng thấy tội thì đúng. Cứ cho mượn rồi cuối cùng người thu tiền thì ai? Vợ phải đúng. Đi thu tiền ta dùng. Ta mượn xong ta giật luôn. Đúng. Anh nói vậy nè, anh không biết từ chối. Bây giờ anh không biết từ chối thì anh nói lên cái tên là Harry Won, nó không cho. Harry Won nó không cho. Đúng, à, đúng rồi. Tôi chịu là mọi người chửi tôi để tôi có thể giữ tiền cho chồng tôi. Tuy cái tiền mang đó tiếng. vẫn là cái tên của chồng mình đứng tên thôi. Đúng, đúng. Nhưng mà tôi vẫn chịu. Tại vì tôi muốn giữ hạnh phúc cho gia đình mình. Đúng vậy rồi. Thôi. Nhưng mà em nghĩ ở cái trường hợp của chị Harry á là một người phụ nữ biết tiết kiệm và biết lo cho gia đình. Tiết kiệm chứ không phải là một người keo kiệt. Chị Harry là người keo kiệt luôn đúng không chị? Đúng, mình là rất keo kiệt. Mình chưa bao giờ mời ai đi ăn. Chị Harry là người keo kiệt. Đúng. Chị Harry quá tiết kiệm. Rất là keo kiệt, chị là một người rất là keo kiệt, em thấy vậy. Và rõ ràng, nụ cười của anh Trấn Thành đã chứng minh được điều đó. Mọi người có thấy không? Nhờ cái sự keo kiệt đó của Harry mà Trấn Thành càng ngày càng thành công hơn, rực rỡ hơn, hạnh phúc hơn. Ok, sự keo kiệt của các bạn như thế nào thì tôi không biết. Nhưng mà mỗi ngày là tôi cho chồng tôi 5 triệu được không? Wow. Vậy bằng một tháng lương của người ta. Thì đó, vậy thì không biết có
phải là kêu kiệt hay không ta? Trời không ơi. Mà người phụ nữ không nên quá kêu kiệt, tại vì nếu mà kêu kiệt quá thì đi ra ngoài người đàn ông cũng còn mặt mũi, không dám xài tiền thì chắc chắn là người đàn ông đi bên cạnh người ta cũng thấy rất là mắc cỡ và xấu hổ với đồng nghiệp của họ. Đâu có đâu nè, Quỳnh Quỳnh rất là kêu kiệt mà Dương Lâm đúng nè rồi. Vui vẻ bữa quá trời. Nè bữa mấy số trước em gây đem bị tét đầu, em về em nói Quỳnh ơi chở đi mai đi, Quỳnh nói thôi anh ơi đi mai tốn tiền lắm em không có cho anh đi mai đâu. Dép em đứt hả em còn không may, huống gì cái đầu anh. Dép em đứt hả em còn không may, huống gì cái đầu anh. Tự nhiên hả dép em à. Mà em cảm thấy là hạnh phúc quá trời. Tại vì vợ mình hả. Nó muốn mình lành tự nhiên. Muốn mình lành tự nhiên. Em thấy chưa? Em thấy chưa? Em thấy cái người vợ mà kêu kiệt á là nó thật là như thế nào chưa lắm. Của em hoài à. Của em muốn lành tự nhiên hả? Nó muốn mình lành lành tự nhiên. Hỏi thiệt bác sĩ. Em nói là Quỳnh ơi bị tép đầu đưa lên tuyến trên đi. Quỳnh ơi tự lành đi. Tự lành đi. Mà rốt cuộc tự lành thiệt. Giờ tôi không có bị nữa, chỉ bị nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà em có thấy cái vấn đề là đầu óc em không có được bình thường không? Đầu óc em không có được bình thường không? Tại giờ em keo kiệt quá, không có may lại cho em liền. Có hạnh phúc không? Hạnh phúc. Em thấy cái sự không bình thường của em hạnh phúc lắm. Em thấy cái sự không bình thường của em hạnh phúc lắm. Giờ em nói khoái em cùng cùng điên đó. Từ lâu em, một người phụ nữ keo kiệt á là người ta phụ. Người ta thủ để người ta có một cái tiền. Đúng rồi, phải thủ. Đúng rồi, để lo cho gia đình. Mốt rồi nặng hơn rồi đi mai. Mốt rồi nặng hơn rồi đi mai. Giờ để thành tự nhiên đi. Ba chị hãy giơ bàn tay trái của ba chị lên. Thấy chưa? Mỗi chị chúng tôi đều có một hộp rất là lấp lánh. Đó. Thấy chưa? Đi ra đường nở mày nở mặt liền, em ngồi kế bên cũng sáng theo. Đó. Hết, hên quá. Quên. Sao em có thể nghĩ ra cái câu mà cho nó lành tự nhiên. Lành tự nhiên. Anh đưa em mà, tự nhiên đưa gia đình anh chỉ cần em cứ là Quỳnh Quỳnh ở nhà keo kiệt, em vẫn hạnh phúc là à, xong rồi. Chấm chấm gì? Cho ví dụ em vẽ thêm ví dụ mà cái câu dép em tét em không may. Em lý giải kiểu đó người ta chửi Quỳnh Quỳnh. Đúng rồi. Mà muốn để cái đầu lành tự nhiên không bị lành tự nhiên. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm.